cuộc hội ngộ anh em Tây Ninh và An Long hôm nay, An Lập hôm nay. Em hôm nay lên một video tức là phái đoàn của Tây Ninh xuống xem em pho 5.000 và một dàn chảo của 9 bi đang thực tập, cũng như tất cả anh em quý mến trên kênh của Lê Tuấn qua thăm Lê Tuấn. Và tiếp tục cái chương trình này thì Lê Tuấn lên một video để làm kỷ niệm cho anh em. Lúc này là 5 giờ 20 phút ở tại xã An Lập, Dốc Măng, xã An Lập của Dầu Tiếng, thành phố Bình Dương. Để quý mến, quý khách cũng như tấm lòng của anh em, Lê Tuấn sáng nay cũng đã test thử chiếc xe dân mà 2200 về Ninh Thuận. Và xe đã về đến Nha Trang, quý vị nha, đi Nha Trang. Đấy quý vị, và lúc này là những đường cày. Lê Tuấn đến đây thì đây là những đường cày của coi như là chiếc Ford 5.000. Đấy. Không biết ông chủ này ông để đây làm gì. Đấy, và Lê Tuấn không cần, bởi vì đã có cái máy của Lê Tuấn xịn sò rồi, Lê Tuấn không cần phải đi. Mà Lê Tuấn đứng tại chỗ. Lê Tuấn đứng tại chỗ thì Lê Tuấn cũng đã nhìn được đấy phái đoàn đang đi. Đấy, rõ luôn các bác nhé. Đấy. Và Lê Tuấn cũng nói với anh em rằng là sự nhiệt tình của anh em, sự nhiệt tình của tấm lòng của anh em đến Lê Tuấn, Lê Tuấn xin cảm ơn. Và Lê Tuấn cũng từ trưa giờ Lê Tuấn quay được 5-6 video nhưng Lê Tuấn chưa ăn miếng cơm nào. Và Lê Tuấn tiếp tục, lúc này là 5 giờ. Trên xe của Lê Tuấn, tức là Lê Tuấn đi ngang đường, ghé lại và mua được 3 cầu bắp, ăn được 1 cái. Và Lê Tuấn đã làm được 6 video. Cái video này video thứ 5, là video thứ 6 của Lê Tuấn. Đấy, để làm sao tối nay tí nữa là Lê Tuấn đang đây để chưa lên được video, nhưng chút nữa Lê Tuấn về nhà của cái ông chủ xe này, Lê Tuấn đã lên video cho cả nhà người ta xem. Và bây giờ cả mời cả nhà cùng tiết máy thử nha. Đó là chủ mới này. Đấy, để máy nữa. Đấy. Anh em Tây Ninh xuống để test thử máy đang cày những đường cày thẳng tắp luôn, đẹp đẹp quý vị, với dàn chảo chín bình. Đấy. Đấy. Ở đây có một công ty và Lê Tuấn vừa nghe nói là 2 hecta đây 10 tỷ, nhưng bây giờ 7 tỷ là bán các bác nhé. Đấy. Thì anh em nào mà xem video này thì muốn mua, muốn mua cái 2 hecta cao su này thì có một cái đường này nhá, khoảng 200 mét đường. Đấy các bạn. Đấy, vô đây là giá 10 tỷ nhưng trả 7 tỷ đó. Rồi, và để quay lại cái đề tài chính của hôm nay thì chiếc xe đã 5.000 và dàn chảo chính mình đã đi vào tút trong kia, không thấy đâu cả. Thì Lê Tuấn kéo lại để anh em chúng ta xem luôn. Để tốt vào và đang quay đầu, lúc này không nghe một tiếng gì hết và là lúc này im lặng. Đấy. Và hình như lúc này xe đang quay đầu và thì không thấy đâu. Và đây là đường cày của em nó. Đấy, đường cày. Có bây giờ chiếc 1025 là chiếc nào ta? Nghe nói là mình này có chiếc Belarus đó. À, Belarus chiếc đó không được, tả lắm. Dạ. Tả đó. 1025. Bán rồi hả? À, chiếc đó là có cái mọt phải không? Ừ, chiếc có cái mọt đó. Cái mọt mà 2 cầu phải không? Ừ. Màu đỏ. Ừ. Rồi, ok, không được rồi. Tả lắm, không về đâu không làm rồi. Kiếm xe Beirut đó nè. Đó, nếu đi kiếm xong thì tí về đó thì coi cái đó. Yeah. Nói chung tả nhưng mà tùy tiền nào thì cái đấy. Yeah. Nhưng mà 2 cầu nha. Yeah. Được, hiểu được thôi. Tí về đó.
Đấy, đang rẽ 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 rẽ. Đấy. Này là khách test thử luôn đi quý vị nhé. Khách test thử luôn. Khách test thử là chơi tới mức luôn đó. Tức là hiếm khi mà mua mà được, chúng ta được test thử. Đúng quý vị, thì hôm nay đây là chủ này, chủ của chiếc Ford này cho anh em thử luôn, để cho anh em rõ ràng, gọi là ba mặt một lời luôn, đúng không? Không có chối cãi. Nó mạnh hay không, nó đỉnh hay không, nó ngon hay không là ở chỗ này. Đấy. Ok quý vị. Chào sáu của chiến binh. Đây là xe đang làm trực tiếp. Xe này là không có đi kéo mà. Và được anh em đến xem luôn để và là được thấy tai nghe mà thấy tay giờ. Một cái đầu phone 5000 đời T3. Đó nhá. Đấy. Và đây là dàn chân. Vỏ. Vỏ này của nó đã từng dàn vỏ này cũng đã từng kiếm cho chủ bao nhiêu tiền bạc nuôi mưu sinh cho gia đình trong những năm tháng. Mầm từ nước. Không, tháp đồng, tháp đồng đó nó răng. Alo. Ừ. Ai đây? À rồi rồi đúng rồi. Ừ. Mà em thấy nè, em thấy 2 năm nay nó cũng như vậy, em chạy em thấy nó cũng lâu rớt rồi đâu. Em chạy 2 năm nay em thấy nó cũng như vậy. Mua chân thành ở đâu nào dưới nào ta? Không nhớ. Vậy hả? Ừ. Ờ, nhưng mà cái đó là cái của ông nào nhỉ? Của ông nào ở dưới Giới Thành ta? Ừ. À.
đúng rồi, hút hút củi, hút củi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Ừ. À. À. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ. 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 Rồi ok, làm nói đi. Rồi dễ ra. Rồi. Ừ. Nhưng mà nhà chỗ nào? À biết rồi. Tân Khai. Chạy đâu? Ở cái nhớ rồi nhớ nhà ngay bên cái chỗ nhà thằng Bình phải không? Đúng rồi, chỗ cái nhà xây đẹp đẹp với à nhớ rồi ok rồi ok thế được rồi, có gì ra hôm nào cái được thì dẫn khách lên trên đó nha, lên nhà nói chuyện rồi. Rồi ok, rồi 6 tháng rồi, được rồi, ok rồi, bao kiểu đó là ngon rồi, chơi luôn. Rồi, có gì mai nhá, có gì mai anh điện. Rồi, ok, biết nhà rồi, ok, có lôi gì đâu nhá. Rồi ok em, rồi lôi con về đi. Là ngô cho chế là thủy lực. Cái cặp vỏ nó thấy vậy em chạy 10 năm rồi đó, em chạy em đi cài không à. Nó chạy 10 năm rồi. Em chạy 10 năm rồi. Vậy là lấy cái ba cái xe này rồi. Em mua đi du lịch luôn. Ui ui trời. Thôi thì thôi anh em lâu lâu xuống thì bớt ra dớp rồi. Rồi. Ok. Em không có làm đạn. Em chỉ đi cà thì không. Em không có. Đây quá, xe vừa làm xong các bác nhé. Xe đang làm luôn, đang còn nóng luôn. Lê Tuấn đứng đây còn nóng luôn, nó phả hơi ra nóng luôn các bác. Vậy là người ta nói là nóng máy rồi. Bây giờ các bác, đây, heo nằm. Chuẩn gì, không có một tí nào xì nhớt thì nhà. Các bác này. Ghê chưa? Khô ra. Tất cả mọi cái chuẩn gì các bác đây. Không có một tí nhớt tí nhau rồi ra khô rang rồi máy chạy từ nãy giờ cày 2 hectare các bác nha, cày 2 hectare đây vẫn đầy nắp đàng hoàng rồi chuẩn gì ok. Nói chung hôm nay thì trời cũng rất phù hộ cho anh em Tây Ninh có một chuyến xe 5 chỗ và cùng Lê Tuấn. Lê Tuấn hôm nay đi từ Lộc Ninh về đây là 170 cây số các bác nhá, 170 cây số Lê Tuấn đi đường tắt, dắt anh em đến nhiệt tình. Quan trọng thứ nhất anh em thứ nhất là quý mến anh em, quý mến Lê Tuấn, sang gặp Lê Tuấn tâm sự uống cà phê, và thứ hai là cho anh em coi xe mỹ mãn.
Tức là anh em toại nguyện được, đúng không? Mua được hay không không biết, nhưng mà toại nguyện gặp được Lê Tuấn. Đó là cái niềm vui hạnh phúc của hai bên. Còn Lê Tuấn không bao giờ quên ơn tất cả các anh em đã đang chiếm kênh của Lê Tuấn. Và bây giờ chắc chắn thì đây này, hôm nay trời phù hộ cho anh em Tây Ninh là tất cả trời không mưa, rất sáng đó, để chúng ta chiêm ngưỡng coi như một siêu phẩm phố 5000 vừa cày xong, dàn chảo chín bình đó, những đường cày đây và anh em đang ngồi tâm sự. Đấy. Thì cũng như Lê Tuấn nói với anh em này, cái gì cái đúng không, tiền nào của nấy. Đấy. Và chiếc phố 5000 này báo cáo với anh em rất đông người coi, nhưng ông chủ rất kỹ. Đấy. Và hôm nay thì nói chung thì sự thật, đấy, Lê Tuấn đã không phụ lòng anh em. Và cuối cùng thì Lê Tuấn cũng dừng video tại đây để cho hai bên nói chuyện một chút, rồi có thành công hay không thì cái đó là duyên của hai bên. Còn sự nhiệt tình của anh em thì chiêm ngưỡng những sắc đẹp của phua, những dòng phua các bác biết rồi. Thôi em xin dừng tại đây, xin hẹn các bác video sau.